Chợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính BITV. Thưa quý vị, từ cuối năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sản Đà Nẵng thực sự trở nên sôi động, đặc biệt là phân khúc đất nền. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, thị trường đang có dấu hiệu chậm lại với biên độ chênh giữa cung cầu tăng cao. Việc nở rộ các dự án bất động sản nghỉ dưỡng hay sự ra đời ồ ạt của các dự án đất nền cũng dấy lên những lo ngại, gây bất ổn cho thị trường bất động sản ở khu vực này. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên đề xây dựng và bất động sản với chủ đề Bất động sản Đà Nẵng và những dấu hiệu chững lại. Trước hết, mời quý vị cùng đến với những nội dung đầu tiên. Thị trường bất động sản Đà Nẵng giai đoạn cuối năm 2015 giao dịch những ô đất ven biển giá 30 triệu đồng mỗi mét vuông, đất mặt đường tại một số tuyến huyết mạch ven biển Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh, Hà Bồng 40 đến 50 triệu đồng mỗi mét vuông. Giá đất nền tại khu Nam Đà Nẵng giao động từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi mét vuông, tức khoảng 500 triệu đồng là sở hữu một lô đất 100 mét vuông. Bước sang đầu năm 2018, thị trường địa ốc Đà Nẵng có sự chuyển biến mạnh mẽ. Giao dịch những lô đất ven biển đã tăng lên 70 triệu đồng mỗi mét vuông. Đất mặt đường tại một số tuyến huyết mạch ven biển Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh, Hà Bồng được chào gấp 3 đến 4 lần, tương đương với 150 triệu đồng mỗi mét vuông. Giá đất nền tại khu Nam Đà Nẵng giá cũng vọt lên gấp 2 lần và luôn trong trạng thái cháy hàng. Tuy nhiên, việc giá đất tăng cao trong thời gian ngắn gây ra lo ngại về nguy cơ bong bóng mới. Sau những cơn sốt đất năm 2017 và đầu năm 2018, hiện thị trường Đà Nẵng đang có dấu hiệu giảm nhiệt, giao dịch có phần khựng lại. Đa phần các văn phòng giao dịch bất động sản, trung tâm môi giới bất động sản đều đóng cửa then cài. Thỉnh thoảng có văn phòng mở cửa nhưng rất vắng vẻ. Thống kê của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 41 sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn đủ điều kiện hoạt động, thì này đã có 8 sàn chấm dứt hoạt động và thực tế cũng ghi nhận thị trường có sự chững lại. Những lô đất đường 7,5m ở khu Golden Hill nếu như năm 2017 giá bán 700 triệu đồng một lô, trong tháng 3 năm 2018 được đẩy lên 1,2 tỷ đồng rồi 1,5 tỷ đồng. Hiện tại, giá đất do các chủ đất đưa ra đã giảm vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng một lô tùy vị trí. Bên cạnh đó, đất nền tại một số dự án, khu đô thị sinh thái Hòa Xuân cũng có dấu hiệu giảm. Có những lô đất so với cách đây một tháng đã giảm từ 50 đến 100 triệu đồng một lô. Giá đất ven biển thuộc địa bàn các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê nếu như trước tăng giá chóng mặt và được xem là điểm nóng cả về mức độ tăng giá cũng như tần suất giao dịch bất động sản. Bước sang đầu tháng 4 năm 2018, số lượng người tham gia vào cơn sốt bất động sản gồm cả nhà đầu tư có đất và khách hàng đều giảm nhiệt. Thậm chí không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ, người môi giới chấp nhận bỏ tiền đặt cọc để cắt lỗ. Từ cuối tháng 4 năm 2018, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã không còn những dấu hiệu nóng lên cơn sốt như giai đoạn trước. Nhiều giao dịch đất nền, nhà phố đã đồng loạt chững lại. Liệu đây có phải là những dấu hiệu đáng mừng cho thị trường bất động sản Đà Nẵng? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Thực tế, trong thời gian qua, các giao dịch của thị trường bất động sản tại Đà Nẵng chủ yếu là những giao dịch đất nền do xu thế của người dân và các nhà đầu tư thứ cấp đều tiến hành gom đất để kiếm lời. Vì vậy, khi giá đất nền được đẩy lên ở mức cao, người đầu tư nhận thấy nếu tiếp tục mua để kinh doanh thì lợi nhuận thấp hoặc cảm nhận được sự rủi ro nếu sử dụng vốn vay ngân hàng để đầu tư. Các giao dịch trở nên chậm hơn và thị trường đã chứng kiến sự chững lại của phân khúc đất nền. Có những tài sản họ đã lưu ra, họ mua bán cả chục người. Nhưng mà bây giờ đến hiện nay á, thì những tài sản đó muốn giao dịch thì những người cuối cùng là người lãnh lấy hậu quả. Một điều, một phần nào đấy nó giải thích cho cái ít nhiều cái sự chững lại của cái bất động sản du lịch sau một thời gian nó phát triển ồ ạt, do là quỹ đất, do là đi tìm hướng mới. Hiện mật độ dân số thành phố Đà Nẵng đang đứng thứ 13 trên toàn quốc, trong khi diện tích chỉ xếp thứ 59. Lượng dân nhập cư tại thành phố đang có xu hướng tăng cao, trong khi nguồn cung dự án đất nền, nhà phố trên thị trường không có dấu hiệu gia tăng trong năm 2018, mà hầu hết các giao dịch chỉ là mua đi bán lại nên đã xảy ra tình trạng bị ảo giá.
Thì Đà Nẵng thì chúng tôi nói rồi, vì nó lên quá cao, rồi nó lại bấp bênh, rồi nó lại chững, thì chúng tôi cho rằng thị trường Đà Nẵng chúng tôi không thích ứng. Bởi vì nó có một cái chiều hướng nó không công bằng. Cái sản phẩm bất động sản không được đưa ra thị trường tốt như cái thời gian trước nữa. Và không có cái hàng hóa được đưa ra thị trường thì trong khi cái lượng cầu có thể nói là cũng vẫn còn, vẫn tốt. Và do vậy mà họ không có cái cơ hội để tiếp cận các sản phẩm mới thì như vậy là nó lại dẫn ra một cái hiện tượng là sản phẩm nó cứ quay vòng, mua đi bán lại, rồi đẩy giá lên. Và đẩy giá lên nhiều lần, tức là khi nó khan hiếm thì người ta sẽ đẩy giá. Và đẩy giá lên nhiều lần thì nó lại trở thành là vượt cái giá trị thực của thị trường và có cái nguy cơ tạo thành bong bóng thị trường, tạo thành thị trường ảo. Giá bất động sản leo thang đột biến đã tạo nên tâm lý lo ngại cho những khách hàng có nhu cầu thực. Do đó, hầu hết các khách hàng này đều mong muốn chờ đến khi thị trường bình ổn mới thực hiện giao dịch. Dòng vốn mà được hạn chế như thế thì nó sẽ thanh lọc thị trường. Nó làm cho thị trường sẽ loại bỏ những đơn vị, những doanh nghiệp mà chưa có năng lực, chưa đủ phương án, chưa đủ tài chính, chưa đủ những cái chiến lược của mình để mà tham gia cùng với thị trường một cách minh bạch và ổn định. Thì đó là cơ chế của thị trường. Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Văn Đính, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, sự chứng lại của thị trường bất động sản Đà Nẵng trong thời gian gần đây là hoàn toàn phù hợp với quy luật. Vì trong thời gian này, người dân tập trung vào lo thi cử của con cái hoặc đi du lịch hè nên ít quan tâm hơn. Đồng thời, sau một cơn sốt dài trên thị trường bất động sản Đà Nẵng, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu lựa chọn các dự án có uy tín với đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý để tránh rủi ro. Sự chứng lại đó nó mang tới ưu điểm cho những nhà đầu tư thật lòng. Thật lòng ở đây tôi nói là gì? Pháp lý thật, sự đầu tư thật và cái tâm thật. Người tiêu dùng, những người sử dụng bất động sản thì người ta không tiếp cận với cái giá không phải là giá trị thực, bởi vì họ cũng thông minh, họ cũng đã nhận thức được các cái, họ tự đánh giá được những các cái vấn đề về hàng hóa, về giá trị của bất động sản. Ngoài ra, một trong những lý do nữa khiến bất động sản Đà Nẵng giao dịch chậm lại do thời gian gần đây, các ngân hàng thương mại đã tăng cường thắt chặt tín dụng hơn đối với cho vay bất động sản. Tình thế này đòi hỏi chủ đầu tư phải đảm bảo đủ năng lực về tài chính mới có thể phát triển được các dự án của mình. Nhà đầu tư thứ cấp, người ta cũng sẽ cân nhắc khi mà quyết định đầu tư vào một dự án nào hay một sản phẩm nào. Vậy thì cân nhắc như thế nào? Người ta sẽ cân nhắc là sản phẩm đó mình đầu tư có đảm bảo được hay không về cái sự thanh khoản, có đảm bảo về cái sở hữu sản phẩm lâu dài. Sản phẩm đó nó mang lại giá trị như thế nào? Giá trị ở đây thì khi đầu tư bất động sản thì chúng ta có hai giá trị quan tâm. Thứ nhất là giá trị lãi vốn. Giá trị lãi vốn có nghĩa là giá trị thặng dư theo thời gian đối với bất động sản. Giá trị thứ hai là dòng tiền. Dòng tiền có nghĩa là tạo ra dòng tiền liên tục hàng tháng, hàng năm. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản tại thành phố Đà Nẵng đang có những dấu hiệu trầm lắng, nhưng đó chính là động thái của sự bền vững. Bởi thời điểm trước, với việc thị trường lên cơn sốt đã tạo tâm lý lo ngại cho những khách hàng có nhu cầu thực tế về nhà ở. Hầu hết, các khách hàng này đều mong muốn chờ đến khi thị trường bình ổn mới thực hiện giao dịch. Việc rút lui của các nhóm môi giới đầu cơ lướt sóng cũng đã tạo nên sự ổn định hơn cho thị trường. Theo số liệu của Savo Việt Nam, trong đầu năm 2018, thị trường bất động sản Đà Nẵng nói chung vẫn đạt nhiều tín hiệu tăng trưởng khả quan. Trong đó, tại phân khúc bán lẻ, giá thuê đạt kỷ lục trong 3 năm, tổng nguồn cung ổn định so với nửa đầu năm 2017, với 186.000 m² là phân khúc có hoạt động ổn định nhất. Dự báo trong năm 2018 này, phân khúc bán lẻ sẽ cho ra thị trường khoảng 22.300 m² sàn cho thuê, và sẽ có thêm 8.200 m² được lên kế hoạch cho năm 2019. Quận Hải Châu được kỳ vọng tiếp tục là khu vực thu hút nhiều sự quan tâm từ các chủ đầu tư nhất, tiếp theo sau là quận Thanh Khê. Năm 2018, Đà Nẵng tiếp tục duy trì vị thế là điểm đến hàng đầu đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Vì vậy, nguồn cung của phân khúc bất động sản khách sạn nghỉ dưỡng cũng tăng trưởng theo.
dự kiến trong năm 2018 sẽ có hơn 2.300 phòng khách sạn thuộc phân khúc 4 và 5 sao được quản lý và vận hành bởi các đơn vị quản lý uy tín trong nước và quốc tế. Tôi nghĩ là chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các số liệu chứng minh sự tăng trưởng gấp đôi trong vòng 3 năm qua. Tuy nhiên tôi nhận định rằng thị trường này vẫn còn thiếu các thương hiệu quốc tế cung cấp những dịch vụ tiêu chuẩn thực sự. Như vậy, có thể khẳng định rằng, nhìn về tương lai, với sự chênh lệch cung cầu trên thị trường bất động sản, cộng hưởng với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn rất lạc quan. Thưa quý vị, rõ ràng thị trường bất động sản Đà Nẵng, đặc biệt ở vùng trung tâm thành phố, đã có dấu hiệu suy giảm sau một thời gian sốt giá. Và điều này được các chuyên gia đánh giá là tín hiệu đáng lạc quan, phù hợp với diễn biến thị trường, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc và đó chính là động thái của sự ổn định. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, thì để bất động sản Đà Nẵng phát triển hiệu quả, đúng tầm với nơi được coi là vùng đất đáng sống nhất Việt Nam, thì cần phải có những giải pháp đột phá hơn nữa về quy hoạch, về quy chế thu hút đầu tư và phải minh bạch về thể chế pháp lý. Chính sách để hỗ trợ cho phía cung và phía cầu. Phía cung cái đơn giản nhất mà chúng ta hay nói là môi trường kinh doanh, là vấn đề minh bạch, vấn đề quy trình, vấn đề chi phí giao dịch cho doanh nghiệp, đó. Vấn đề quỹ đất, vân vân. Đấy là một cái là vai trò của địa phương rồi. Sự rủi ro có hay không? Vấn đề ở cái sự pháp lý của hồ sơ là chủ đầu tư đòi hỏi phải làm cho thật tốt. Luôn luôn phải cân nhắc và tìm hiểu đầy đủ tất cả pháp lý của dự án, pháp lý của chủ đầu tư, bởi vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến chính khách hàng mua hàng và cũng ảnh hưởng đến chính uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp. Dẫn dắt các cái nhà môi giới, cung cấp các cái kiến thức cho nhà môi giới để nhằm hoạt động chuyên nghiệp hơn và định hình hướng để cho các cái nhà môi giới phát triển các cái kiến thức chuyên môn, các kỹ năng và nhằm mang đến một thị trường phát triển gọi là minh bạch. Quan trọng hơn là thị trường phát triển một cách bền vững. Là đối với nhà nước thì tôi mong muốn rằng cái quy hoạch là phải quy hoạch tổng thể rồi quy hoạch phân khu chức năng, thiết kế xây dựng trong các cái bất động sản rất là đồng bộ và nó có cái tầm nhìn xa. Chứ không phải ăn sổi ở thì như hiện nay. Công ty, ví dụ như là nhà ở hình thành trong tương lai mà sau khi được phê duyệt thì chúng tôi minh bạch để cho người dân biết được đó là cái dự án được mua bán là đúng quy định pháp luật. Thứ ba tức là các cái dự án đất này thì sau khi có ý kiến của bộ xây dựng thì là chúng tôi tham mưu thành phố phê duyệt và được công ty lên các cái trang thông tin điện tử và cảnh báo người dân là những dự án nào không có tên là tránh những rủi ro cho người dân. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản cuối tuần của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin trên Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.